Khoảnh khắc nam chiến sĩ cố nhịn cười để hoàn thành nhiệm vụ ở Điện Biên khiến người xem cũng phải liệu theo. Mới sáng nay, mùng 7 tháng 5, trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân đã ghi được một khoảnh khắc cute hạt me của anh chiến sĩ. Bay ơi, bay. Theo đó, trong lúc đang đứng nghiêm để làm nhiệm vụ, không biết tự nhiên gặp phải đứa bạn thân hay do ai đó đang ghẹo mà một nam chiến sĩ đã tủm tỉm cười. Biết mình đang làm nhiệm vụ đặc biệt, anh đã rất cố gắng tìm cách cho cơn buồn cười qua đi. Tuy nhiên, nhìn vào nét mặt ấy, ai cũng nhận ra rằng nam chiến sĩ đang rất khó chịu, chỉ muốn cười phá lên cho đã cơn thèm. Như nhiều báo đài đã đưa tin, đúng 8 giờ 45 phút ngày 7 tháng 5, các khối lực lượng bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Lễ meeting chính thức bắt đầu với 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ đảng, cờ tổ quốc bay qua lễ đài chính. Đi đầu đội hình là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiên, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em, thể hiện sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngay sau lễ meeting là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Chương trình diễu binh diễu hành cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.